Trong mỗi ngôi thánh đường, bàn thờ của Đức Mẹ Maria không chỉ là một nơi tôn kính, mà còn là biểu tượng của sự linh thiêng và lòng kính trọng của những tín đồ đạo Công giáo. Trên bàn thờ này thường được đặt những bông hoa tươi thắm và những cây nến luôn sáng tỏ, tạo nên một không gian trầm mặc, ấm áp. Các hình tượng của Đức Mẹ như Đức Mẹ Ban Ơn Lành, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức hay Đức Mẹ Sầu Bi đều là biểu tượng của tình yêu mến và lòng tin trải dài qua lớp lớp các thế hệ. Tuy nhiên, theo dòng đời của những tín đồ Kitô giáo, có một hình ảnh Đức Mẹ rất đặc biệt và nhiều ý nghĩa, Đức Mẹ hằng cứu giúp. Với lời nhắn nhủ, hãy làm cho thế giới biết về mẹ, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã trao cho Đức Cha Bề Trên Tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế Nicolas Maurón bức linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp nhằm lan tỏa lòng sung kính và lòng mến mộ của mọi người đối với Đức Mẹ hằng cứu giúp. Sự truyền phó này đã diễn ra vào ngày 11 tháng 12 năm 1865 tại nhà thờ Thánh Alfonso trên đường Merulana, thủ đô Roma, Italia. Một ngày trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử của đạo Công giáo. Bằng cách nào mà một tác phẩm nghệ thuật tôn giáo lâu đời này lại có được sự ảnh hưởng lớn đến như thế? Bí mật phía sau sự cuốn hút của linh ảnh này là gì? Quý vị hãy cùng với Biên Cương tìm hiểu sâu hơn trong video ngày hôm nay. Vẻ đẹp vĩnh cửu, bức linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp truyền tải tình yêu và ân sủng cho nhân loại. Giai thoại xuất hiện và phép lạ trở về của linh ảnh. Tương truyền kể từ thời xa xưa, Thánh Luca được cho là đã vẽ một bức họa miêu tả Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu hài đồng trên khay thức ăn của Thánh Gia Thất tại Nazareth. Thánh Luca, một trong bốn vị thánh sử phúc âm nổi tiếng với việc ghi lại những chi tiết cụ thể về cuộc đời của Đức Mẹ. Có người tin rằng Ngài đã có được sự chi tiết này nhờ vào việc được Đức Mẹ kể lại cho Ngài biết. Khi bức họa này được dâng lên cho Đức Mẹ xem, Mẹ đã phán: "Ơn Thánh Mẹ sẽ theo bức ảnh này." Ở thế kỷ thứ 5, tại thành Constantinople, có một bức họa được mọi người tôn vinh là một tác phẩm nghệ thuật lịch sử dưới cái tên Hode Gratia, tức là Đức Mẹ dẫn đường. Thời đó người ta tin rằng Thánh Luca chính là người đã tạo ra bản gốc của bức ảnh này. Vào đầu thế kỷ thứ 12, tại đảo Creta ở Địa Trung Hải, các họa sĩ từ Âu và Á đã kết hợp hai truyền thống vẽ tranh của họ để tạo ra nhiều phiên bản mới của bức ảnh Hode Gratia. Ngày nay bản gốc của bức ảnh này thì đã mất đi, tuy nhiên nhiều bản sao đã được tạo ra theo nguyên mẫu ban đầu, trong đó bức ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp là một trong số đó. Cha Ernesto Bresciani, sinh năm 1838, mất năm 1919, một tu sĩ của dòng Chúa Cứu Thế, được xem là người đầu tiên viết về linh ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp. Ngài chia sẻ về những dữ kiện đầu tiên về bức linh ảnh này. Bức linh ảnh này tồn tại từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ 14, và theo truyền thuyết, một thương nhân đã lẻn vào một đền thánh ở đảo Crete và đánh cắp bức linh ảnh. Vào thời điểm đó, bức linh ảnh đã được tôn kính đặc biệt và được cho là liên kết với nhiều phép lạ. Thông tin về linh ảnh được cha Bresciani tìm thấy trong hai cuốn sách kèm theo bức linh ảnh, một cuốn bằng tiếng Latin và một cuốn bằng tiếng Ý cổ từ thế kỷ 16. Ông ghi chép, thông tin quan trọng về bức linh ảnh được bảo quản trong nhà thờ Thánh Matthew, ghi tay bởi Torrigo năm 1642 và sau chép lại lần thứ hai bởi Bruzio năm 1661. Bản thảo cổ nhất chắc chắn là của thầy dòng Mariano xứ Florence năm 1518. Tuy nhiên động cơ của thương nhân ấy khi ăn trộm bức linh ảnh không được ghi lại trong cuốn sách. Việc này gợi lên nhiều câu hỏi. Có lẽ ông ta ăn trộm bức linh ảnh để giữ riêng cho mình như là một sự chở che cho bản thân ông? Phải chăng ông ta đánh cắp bức linh ảnh để kiếm được khoản tiền lớn khi bán tài sản quý giá này bên phương Tây? Cha Bresciani gợi ý rằng chúng ta nên đọc câu chuyện này với ý hướng là sự quan phòng của Thiên Chúa để đưa bức linh ảnh đến điểm cuối cùng, thủ đô Roma, thành phố vĩnh cửu. Vị thương nhân sau một năm dài tìm đường đến Roma gặp phải nhiều khó khăn và đau đớn từ căn bệnh. Ông ấy tìm thấy sự che chở tại nhà của một người bạn và dự định dừng chân trong những ngày cuối đời.
Hối hận về việc đã đánh cắp bức linh ảnh, thương nhân này đã tiết lộ bí mật với người bạn và kêu gọi người đó đưa bức ảnh trở lại để được sùng kính đúng đắn. Tiếp tục câu chuyện, cha Bresciano mô tả về cuộc đấu tranh trong gia đình người bạn thương nhân khi vợ anh ta đang có lòng say mê với bức linh ảnh và ép buộc chồng phải thất hứa giữ nó lại trong nhà. Đức mẹ đã hiện ra nhiều lần với gia đình này, mong muốn bức linh ảnh được tôn kính ở một đền thánh. Nhưng họ đã phớt lờ điều đó. Cuối cùng, Đức mẹ hiện ra với một bé gái trong gia đình và tiết lộ danh xưng mà mẹ muốn được mọi người biết đến, mẹ Hằng cứu giúp. Mẹ cũng chỉ dẫn nơi phù hợp để đặt bức ảnh, tại nhà thờ Thánh Matthew, giữa nhà thờ Đức Bà Cả và Vương cung Thánh đường Laterano. Thông qua các hiện tượng kỳ diệu và những lời khuyên của Đức mẹ, gia đình đã nhận ra giá trị thiêng liêng của bức linh ảnh. Cuối cùng, với sự lan truyền của tin tức, bức linh ảnh được long trọng rước vào nhà thờ Thánh Matthew vào ngày 27 tháng 3 năm 1499, chấm dứt một chặng đường dài lưu lạc đầy gian nan nhưng tràn đầy mầu nhiệm thánh, phục dựng và niềm hân hoan mới cho những tín đồ Kitô giáo. Tháng 1 năm 1866, khi bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp được đưa về cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế, thế giới đã chứng kiến một lịch sử đầy thăng trầm. Trải qua những đau thương của chiến tranh, từ cuộc xâm lược của quân đội Napoleon vào năm 1798 khiến thành phố Roma bị tan hoang và Đức Pio VI bị buộc phải lưu đày, cho đến những ngày tháng đen tối sau đó, nhiều nhà thờ và tu viện bị tàn phá, trong đó có nhà thờ Thánh Matthew nhỏ bé cũng không thoát khỏi sự tàn phá tàn bạo. Trong sự đau thương của cuộc chiến, bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp đã được bảo vệ một cách kỳ diệu nhờ vào sự quyết đoán của một tu sĩ dòng này. Nhưng sau những biến cố đó, trong những thập kỷ tiếp theo, bức linh ảnh đã đi vào quên lãng khi được đặt trong nhà nguyện riêng của tu viện Thánh Maria ở Posterula. Nhưng những phép lạ luôn xảy ra vì lòng yêu mến của con cái Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ đã dần dần tác động vào tiềm thức các vị tu sĩ. Nhờ lời khẩn nguyện của họ ngày 11 tháng 12 năm 1865, Đức Hồng Y Bộ trưởng Thánh Bộ truyền bá Đức Tin đã cho mời cha bề trên cộng đoàn Thánh Maria ở Posterula đến và nói với cha bề trên rằng Thánh Bộ mong muốn bức linh ảnh được đưa trở lại vị trí giữa vương cung Thánh đường Laterano và nhà thờ Đức Bà Cả, với điều kiện là cha bề trên của dòng Chúa Cứu Thế phải có một bức ảnh tương xứng để thay thế. Sau khi hoàn tất những gì đã thỏa thuận với cha bề trên cộng đoàn tại Posterula, cha Bresciani và Marchi đã mang linh ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp về cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế trên đường Merulana. Ngày 26 tháng 4 năm 1866, sau khi hoàn tất quá trình phục hồi bởi họa sĩ tài năng Leopoldo Nogoni, sinh năm 1822, mất năm 1870 từ Phần Lan, bức linh ảnh được công bố trước công chúng, mở ra một trang mới trong lịch sử tôn kính Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Năm 1994, một lần nữa, bức linh ảnh được khôi phục, đồng thời mở ra cơ hội cho những nghiên cứu khoa học sâu hơn, phân tích carbon phóng xạ 14C, tiết lộ rằng gỗ để vẽ bức linh ảnh có niên đại từ khoảng năm 1300 đến năm 1450. Nhưng hình ảnh trên gỗ lại được vẽ vào cuối thế kỷ thứ 18, một dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử nghệ thuật. Sự kết hợp giữa nghệ thuật Đông và Tây đã tạo ra một tác phẩm đầy sức hút, khiến bức linh ảnh này trở thành biểu tượng vượt thời gian được người ta ngưỡng mộ cho đến tận ngày nay. Nét đặc trưng ẩn chứa trong từng chi tiết của bức tranh. Linh ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp thuộc trường phái Crete được vẽ trên tấm gỗ có kích thước 51,8cm x 41,8cm. Nhưng đây không chỉ đơn giản là một bức tranh mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa. Trong bức tranh, có bốn nhân vật được mô tả một cách sinh động. Ở góc phải bức tranh là Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, được biểu tượng hóa thành chữ OAT, đại diện cho sứ giả từ trời đã truyền tin cho Đức Mẹ về việc thụ thai con Thiên Chúa, và giờ đây đang mang tin về sự thương khó với thập giá và đinh nhọn. Màu áo đỏ mà Tổng lãnh Thiên thần mặc đại diện cho lòng mến, nhưng cũng là màu biểu tượng của sự thương khó. Ở góc bên trái của bức tranh là Tổng lãnh Thiên thần Michael, được biểu tượng hóa bằng chữ OAM, đang mang đến các biểu tượng của cuộc thương khó cứu độ của Chúa Kitô, bao gồm lưỡi đồng và bọt biển thấm giấm chua ở đầu cây gậy chứa đựng vị đắng của sự thương khó. Màu áo xanh của Tổng lãnh Thiên thần biểu thị cho nhân tính. Tay của cả hai vị Tổng lãnh Thiên thần đều được phủ bởi một tấm vải
nhằm khắc ghi và tôn kính những linh vật thánh. Trong bức linh ảnh, hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria chiếm phần lớn với những ghi chú là MP, OI có nghĩa là Mẹ Thiên Chúa. Màu sắc được sử dụng để vẽ chân dung Đức Mẹ phản ánh tất cả các khía cạnh của học thuyết về Đức Maria và mở ra một cửa sổ cho sự hiểu biết về Đức Trinh Nữ. Mái tóc của Đức Mẹ được che kín hoàn toàn, biểu thị sự trinh khiết và không có bất kỳ phù trang nào. Chiếc khăn màu xanh che phủ đầu là biểu tượng của sự trinh khiết của Đức Mẹ. Màu áo đỏ bên trong áo choàng biểu thị tình yêu mẫu tử của Đức Maria, người vừa là trinh nữ vừa là mẹ. Áo choàng màu xanh gợi nhớ đến lời ca Magnificat: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa vì người đã đoái thương đến tôi. Tôi là tôi tớ của người. Đức Maria đã chấp nhận trở thành khí cụ trong bàn tay của Đấng Tối Cao để cho ân sủng của Chúa bao phủ và Thánh Thần dợp bóng trên mẹ, biến người nữ tỳ hèn mọn thành Mẹ Thiên Chúa, mẹ của chúng ta và là nữ vương của các thiên thần. Về phần hình ảnh của Chúa Giêsu hài đồng, chúng ta thấy một sự kết hợp giữa các khía cạnh về Kitô giáo. Phía trên bên phải của Đức Giêsu là các ký tự IC, XC, tức Giêsu Kitô. Đức Giêsu là nhân vật duy nhất trong bức tranh xuất hiện với toàn bộ cơ thể. Áo màu xanh mà Ngài mặc biểu thị cho sự nhận thức về thân phận con người của Ngài, trong khi chiếc áo choàng màu vàng biểu hiện thiên tính của Ngài. Đức Kitô vừa là Thiên Chúa lại vừa là con người. Chiếc đai lưng màu đỏ biểu thị tình yêu của Ngài, như đã được Ngài truyền dạy trong bữa tiệc ly và qua cuộc sống cũng như cái chết của mình. Đức Giêsu thể hiện tình yêu ấy khi nói: Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Sứ điệp thiêng liêng của bức linh ảnh: Đức Trinh Nữ Maria hơi nghiêng đầu về phía bên phải, đang nhìn thẳng vào chúng ta và ôm hài nhi trong vòng tay trái của mẹ. Còn hài nhi đang nắm chặt tay phải của mẹ bằng cả hai tay của mình. Hài nhi hướng lên trời và chân phải của người bắt chéo, với một chiếc dép bên chân có vẻ hơi lỏng và hình như sắp rơi xuống. Dáng vẻ của hài nhi là một đứa trẻ 12 tuổi, là hình ảnh của Chúa Giêsu đứng hiện giờ nhận thức về bản tính thần linh của mình là con Thiên Chúa. Người đang hướng mắt lên trời không phải để chú ý đến tổng lãnh thiên thần Gabriel cầm thánh giá, nhưng để thể hiện sự kính phục Thiên Chúa, cha của người ngự trên trời. Do đó, Đức Trinh Nữ Maria đang giới thiệu con Thiên Chúa cho chúng ta, trong khi con Thiên Chúa đang hướng về cha trên trời. Hình ảnh chiếc dép sắp rơi xuống mang ý nghĩa của một nghi lễ quan trọng trong khế ước, theo sách Luther hoặc Rút. Hài nhi để chiếc dép đó rơi xuống hướng về chúng ta. Điều này biểu thị người đang thiết lập một khế ước với chúng ta. Khế ước mới này là giao ước mới. Đồng thời, việc hài nhi phơi bày lòng bàn chân của mình cũng có ý nghĩa. Trong nền văn hóa phương Đông, việc phơi bày lòng bàn chân của ai đó biểu hiện bản chất thật sự của họ. Và trong trường hợp này, đó là bản tính nhân loại của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cử chỉ này còn mang một ý nghĩa khác. Khi chạm chân vào mảnh đất để thể hiện ý định mua là dấu hiệu cho thấy họ trở thành chủ nhân của mảnh đất đó. Chúa Giêsu khi trở thành con người và chạm chân vào trái đất, người đã tái tuyên bố quyền lực của mình trên trái đất và tạo thành bằng cách làm con người trở lại và là con Thiên Chúa. Người đã phục hồi chủ quyền của loài người trên tất cả tạo vật. Đức Maria luôn dẫn đưa con người đến với Chúa Giêsu. Mẹ không thể bị tách rời khỏi Chúa Giêsu. Điều này thật sự rõ ràng trong cách thiết kế của bức ảnh thánh này. Vì vậy, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu và mẹ người với tất cả sự tự tin của một trẻ nhỏ, cũng như với tất cả ý thức thực tại của một người trưởng thành, và đừng bao giờ quên điều mà Sứ Thần truyền tin loan báo cho Đức Maria và chính chúng ta. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Vâng, chúng ta vừa theo dõi những thông tin về bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nổi tiếng toàn thế giới. Hy vọng video đã mang lại cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích, và nếu quý vị thấy giá trị, hãy ủng hộ video bằng những lượt like, chia sẻ, và cũng đừng quên ủng hộ kênh YouTube Bình Luận Viên Tại Biên Cương Khám Phá và Trải Nghiệm bằng việc bấm đăng ký. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và mong Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn chuyển lời cầu bầu và mang đến cho chúng ta nhiều ơn phúc.
Xin thân ái chào tạm biệt.